Xin chào chương trình Có Hẹn Cùng Sau của Giải Trí News, chúng tôi là DM. Xin lỗi mọi người tại vì hồi nãy có một chút trục trặc nên là mọi người share lại livestream nha. Giờ tụi mình cũng share lại nè. Cũng lại móc ha. Và mọi người nhớ là kêu bạn bè vô coi nhiều nhiều và mọi người cùng share cái livestream này rộng rãi để mọi người cùng biết và cùng đặt những câu hỏi và những thắc mắc về DE. DE sẽ giải đáp. Tranh thủ nè. Xong. Xong chưa? Ok rồi. Đợi chút. Chắc xong rồi. Xong rồi. Ok. 22 người xem. 22 người xem rồi. Eddie ơi, đẹp trai quá. Rồi, lên. Và bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì đầu tiên thì DE sẽ gửi đến mọi người một ca khúc. Đó là ca khúc Chờ Yêu. Mọi người cũng quen cái ca khúc này đã. Okay. Okay. Và hôm nay sẽ đặc biệt hơn bình thường nha. Ok. Đó là... Ok. Vô nha. Em có nghe thấy biết bao nhiêu tiếng yêu anh gửi vào lời hát. Chỉ vu vơ hát ca về tình yêu. Anh vẫn lặng thinh bấy lâu này. Chỉ mong một ngày em sẽ biết tới. Và sẽ giúp các anh chuyển câu hỏi cho các bạn khán giả đang xem chương trình Có Hẹn Cùng Sau ngày hôm nay đến với các anh ha. Và lần đầu tiên thì chắc có lẽ các anh hãy giới thiệu một chút về nhóm DE cũng như là từng thành viên trong nhóm được không ạ? Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Luan, mình là trưởng nhóm và là main vocal của nhóm ạ. Ok. Xin chào mọi người, mình là Kim Đi Sang, mình là main vocal của nhóm và mình là em Út của nhóm. Xin chào tất cả mọi người, mình là Kylin, mình là vocal của nhóm. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Him và vị trí trong nhóm của mình là rapper. Xin chào tất cả mọi người, mình là Eddie, mình là rapper và là anh cả của nhóm. Và các anh thân mến thì không biết những nghệ danh này thì ai đặt cho các anh hay là các anh tự đặt cho mình và nó có ý nghĩa gì không ạ? Những nghệ danh này thì thường lúc đầu thì chị Lúc có nói với DE là mọi người sẽ về chọn một cái tên nào đó cho mình thích nhất. Thì ngày hôm đó là ngày chụp hình lần đầu tiên của DE. Thì DE có lên nói với chị Lúc là em chọn tên này. Nhưng mà tất cả đều chị Lúc đều bỏ hết. Và những cái tên hiện tại thì đều là chị Lúc đặt cho một từng thành viên và có tên anh được giữ. Tên của SD thì được giữ. Và mỗi cái tên thì có những ý nghĩa khác nhau, thì về ý nghĩa thì từng thành viên sẽ nói cho mọi người nghe. Luan thì nó đơn giản lắm, tại vì Lu tên là Luân thì tách chữ Luân ra thành chữ Lu với chữ An thì mọi người kêu là Luan, đơn giản vậy thôi. Còn về San thì Kim Di Sang thật ra đó là tên thật tiếng Hàn của San, tại vì bố San là người Hàn Quốc. Và trước đó thì San có xin chị Lúc là lấy cái tên là Ai San Kim, nó là tên tắt của Kim Di Sang, nhưng mà chị Lúc cũng không chịu. Chị Lúc nói là San nên lấy cái tên là Kim Di Sang. Và cái tên Kim Di Sang này ở tiếng Hàn thì nó có nghĩa là ước mơ, hoài bão. Và anh San thân mến, anh có thể giới thiệu nhóm DE bằng tiếng Hàn Quốc được không ạ? Ok. 안녕하세요. 저는 DE입니다. 나는 만나서 반가워요. 감사합니다. Việc sắp đêm. Chạy chữ ở bên dưới. Ok, xin chào tất cả mọi người. Chúng tôi là DE và rất là vui khi mà được gặp mọi người ngày hôm nay. Tên của Kylin là thực chất là Kylin tên là Quốc, nhưng mà lấy chữ cái đầu là Kiêu. Còn Lin là tên phiên âm của tiếng Hoa, cho nên là tiếng Việt là Lâm, nhưng mà theo tiếng Hoa là Lin. Cho nên đặt hai chữ ghép vô là Kiêu Lin. Cảm ơn anh ạ. Tiếp theo ạ. Em có định giới thiệu nhóm bằng tiếng Đại để... Thôi anh nói đi. Okay. Xin chào tất cả mọi người. Mình là Him và tên Him này theo tiếng Hàn có nghĩa là quyền lực và sức mạnh, và cũng như là có tiếng Hàn.
Có nha, có nha. Him là tiếng Anh. Him hình như là nghe là him chan hay là cái gì đó. Nói chung là đại loại là vậy đó. À, còn theo him hiểu cái nghĩa đó là tên của him là Kim Hải. Thì tách cái chữ này qua cái chữ kia thì là chữ H của Hải và chữ Kim của Kim đó. Sẽ là vậy thôi, và cũng như là mình muốn cho mọi người, mấy bạn nữ á, thường thường kêu là anh ấy. Anh ấy. Đó thì tên là chỉ có vậy thôi. Còn Eddie? Cái tên cũng hơi hấp não một tí. Eddie là chữ A là số 8. Vì Eddie thích số 8. Số 8 là tháng sinh của Eddie, với cả số 8 đó là một vòng luẩn quẩn. Như chuyện á. Vòng luẩn quẩn, nó là vòng luẩn quẩn giống như là không dấu đầu, không đuôi ấy. Giống như là dấu vô cực. Vô cực, vô cực, nó là vô cực, không giới hạn. Chữ còn chữ đi là tên của Eddie là Dũng. Thì là chữ đi. Cái này là Eddie. Cảm ơn các anh với những cái tên rất là ấn tượng, và mong rằng những cái tên này sẽ đến được với khán giả nhiều hơn. Và đặc biệt các bạn khán giả cũng thắc mắc lắm, tại sao các anh lại đặt tên nhóm mình là The Air. Và cái tên The Air thì cũng có rất nhiều người thắc mắc. Thì The Air cũng là một cái tên do chị Lúc đặt cho tụi mình. The Air tiếng Anh có nghĩa là không khí. Không khí luôn luôn tồn tại xung quanh của chúng ta. Và nó là một phần đặc biệt, và tất cả mọi người sống thì đều cần không khí. Và The Air cũng vậy. The Air muốn trong thời gian hoạt động thì The Air muốn mọi người thật là yêu mến The Air. Và muốn mọi người yêu mến và là một phần không thể thiếu trong trái tim hoặc là cuộc sống của tất cả những người, các bạn fan, tất cả mọi người yêu mến. Thì và không khí cũng có nghĩa là con bắt đầu từ con số 0, và tất cả thành viên ở đây đều bắt đầu từ con số 0 và mong muốn trong thời gian hoạt động mình sẽ trở thành một điều hết sức đặc biệt. Cái tên dễ thương đúng không ạ? Dạ. Và không biết thì cơ duyên từ đâu mà các anh lại tụ họp về thành một nhóm như vậy ạ? Nói về cơ duyên thì bốn anh đó là anh Kulin, anh Luan, anh Him và anh AD, thì bốn anh cùng casting ở buổi casting phim 4 năm hai chàng một tình yêu của chị đạo diễn Lúc Vân. Còn riêng San thì San là một thành viên được accept về sau, đó là do San được anh Him giới thiệu với chị Lúc, và sau đó thì chị Lúc đã kiểm tra một số kỹ năng cũng như là hát, nhảy và diễn xuất, thì sau đó là San đã chính thức trở thành một mảnh của The Air. Phong cách âm nhạc của The Air xây dựng là gì ạ? Phong cách âm nhạc của The Air thì đa dạng, đa phong cách. Thì The Air sẽ thay đổi phong cách âm nhạc của mình theo từng thời gian. Thì hiện tại thì The Air đang theo đuổi dòng nhạc ballad và pop ballad R&B, dòng nhạc trẻ trung và hợp với lứa tuổi của The Air hiện tại. Vừa dễ thể hiện, vừa dễ truyền tải hơn. Và không biết cái style của nhóm mình á, mình định hướng như thế nào để gây được cái ấn tượng nhất định cho khán giả cũng như là lan tỏa về xa hơn với khán giả. Như là những anh chàng Hàn Quốc lãng tử hay là phong trần. Tại vì tụi mình thì ở đây thì tất cả thành viên ở đây thì đều xem tuổi, thì mọi người muốn, tất cả mọi người ở đây đều có một cái cá tính riêng, và những cá tính đó hợp lại với nhau á thì nó sẽ tạo một cái gì đó hết sức đặc biệt. Thì em muốn là mình sẽ theo một cái, nó không theo một cái khuôn khổ nào hết, thì mình chỉ thực hiện cái cá tính bản chất của mình, thì mình sẽ tạo nên một điều đặc biệt và mọi người sẽ nhớ đến The Air thôi. Và một câu hỏi nữa, có lẽ các bạn nữ thắc mắc nhiều hơn là nhóm The Air hình như là đang sống chung với nhau. Biết là trong quá trình mình sống chung như vậy thì có nảy sinh tình cảm hay mâu thuẫn nhiều không ạ? Nảy sinh tình cảm luôn. Có yêu thương nhau được. Đó là tình cảm khăng khít của anh em hơn sau thời gian dài, càng ngày càng yêu nhau hơn. Yêu thương nhau hơn. Brother John. Tình cảm gia đình. Yes. Gọi là mình thấy Oasis rất là nhiều. Đấy. Ngoài ra thì chắc chắn là sẽ có những mâu thuẫn đúng không ạ? Các anh có thể chia sẻ những mâu thuẫn đó đến quý vị khán giả không? Thì tôi trả lời nha. Thì đừng nói xấu nha. Đây,
Sam xin phép. Em xin phép, em sợ anh về anh. Thì tụi mình đều là con trai với nhau thì một, và cũng là đang tuổi mới lớn, tuổi ăn tuổi học nên là hơi cá tính của mỗi người thì hơi mạnh một xíu, thì ở chung với nhau thì tất nhiên có kiểu giống như là gây lộn là gây lộn, thì nhưng mà con trai thì gây lộn rồi thì ok, mày ra đây tao nói chuyện với mày, hôm nay mày sai cái gì và mày sai cái gì và hai đứa mình như thế nào với nhau và hai đứa giải quyết liền và nó không có giận lâu, nên là như vậy nó rất là thoải mái, nên là không có gì phải mà giờ thời gian gần đây chúng ta đâu có cãi nhau đâu. Đúng rồi. Không mà thật, cái cảm giác mà trước đó mà đang đầu gây lộn hay là giận nhau á, xong rồi đi lên sân khấu mà hay là đi thóc sơ giống vậy nè, mà nhìn nhau cười kỳ lắm, nhưng mà sau khi mà đi diễn hay là đi công việc về thì hai những ví dụ như có giận nhau á thì cũng quên hết cái chuyện giống như là trước đó không hề có vậy đó. Nên mỗi khi mà có giận nhau hay là gây lộn gì thì mọi chuyện giải quyết rất là nhanh. Đúng, kiểu không có để trong lòng. Đúng rồi, không để trong lòng. Chắc là cái nếu như muốn nhóm hoạt động một cách tốt nhất thì tất nhiên là những cái gì mà để trong lòng quá lâu thì nếu như mà một ngày nào đó nó bùng phát lên thì anh có câu này hay lắm, mình sẽ bỏ những chuyện nhỏ để làm những việc lớn. Wow. Có thỉnh thoảng thì vẫn có chứ, có chứ, thường xuyên luôn, thường xuyên. Ví dụ điển hình luôn ạ. Ví dụ điển hình tập nhảy. Đúng rồi, tập nhảy. Tập nhảy sao? Anh Him thì muốn mọi thứ có thể là chỉnh chu nhất và tốt nhất đến cho nhóm, là anh Him muốn nhóm thật sự nghiêm túc trong giờ tập. Nhưng mà để tránh cái việc mà nghiêm túc quá mức và làm cho mọi người căng thẳng thì anh Tám hoặc là San hoặc là các thành viên còn lại có thể là pha trò trong cái giờ tập đó, và anh Him rất là cọc. Anh Him có thể là hơi khó chịu về cái việc là tụi em đùa trong giờ tập. Pha trò là một cái từ giảm nhẹ lại, chính xác là phá. Quậy. Nhưng mà từ đó thì chúng ta có những cái kỷ niệm rất là đáng yêu đúng không ạ? Dạ, dễ thương. Và em thấy ở trên fanpage livestream của chúng ta được hơn 200 người xem rồi. Wow. Và có rất là nhiều câu hỏi điển hình như là năm anh hãy kể năm mẫu người yêu lý tưởng. Oh wow, năm mẫu người yêu lý tưởng. Ok, cứ đi trước đi. Oh wow. Cái này thì ai mọi người ra đây mà coi. Rồi. Mọi người ra đây mà coi xem mình đủ tiêu chuẩn không nè. Đây là con người chưa bao giờ có một mảnh tình vắt vai. Còn biết. Không, wow. một con người luôn giữ những cái gì mà đặc biệt nhất riêng mình thôi, không, không kể với ai hết. Bí mật. Ok, tả. Thật ra mẫu người của Killian đó là cá tính một chút. Cá tính. Cá tính như thế nào? Nói chung là về mặt tình cảm hay là về phía nội bộ thì có xử lý khéo léo này kia. Phía nội bộ chẳng hạn giống như là chuyện giữa hai đứa với nhau luôn. Cá nhân. Nội bộ. Ngoài bí như thế nào đó là về phía nội bộ. Còn ngoài bộ là sao? Cái thứ nhất là không, cái thứ nhất em kể rồi. Mình liệt kê cho cái nào. Cái thứ hai, cái thứ ba là phải cái thứ ba là phải như là có hiếu trong gia đình nè. Có hiếu với chồng á hả? Cũng vậy, như là cũng biết quan tâm chăm sóc người yêu của mình, chỉ vậy thôi. Đơn giản ha, một mẫu người mà ai cũng có thể có. Còn đối với Luan thì Luan sẽ không có một cái mẫu hình chung nào hết, mà theo quan điểm của Luan thì mình thương tất cả của người ta rồi, thì không có một cái gì đó nó vậy hết, thì ok, không có một hình mẫu nhất định. Đúng, chỉ cần mình yêu và mình thương người ta là được. Cả thế giới. Thế hả? Còn với San thì cũng đồng quan điểm như là anh Lu vậy, tại vì chuyện tình cảm nó cũng khó nói lắm. Cho nên là mình yêu ai thì mình cũng không có biết được. Vô tình một ngày tự nhiên mình có tình cảm với người ta mà người đó lại không giống như cái mẫu người mình biết. Mọi người có gặp cái trường hợp này chưa? Đúng. Không biết là mọi người có gặp trường hợp này thường chưa xuyên. Nhưng mà San rất là dễ gặp trường hợp này, nhưng mà cái này là thường xuyên. Những người mà dễ thu hút với San nhất đó là những người thông minh, tóc dài,
và hơi cao một tí. Hơi cao. Nói chung là và ăn nói thật sự duyên dáng thì San sẽ dễ có cảm tình. Còn về chuyện tình yêu thì San không có một mẫu người nào nhất định. Nó là cái chuyện khá là khó nói. Đúng. Em cảm thấy Luan với San lâm đầu ý hợp. Kêu nhau luôn đi, cho mình với nhau đi. Rồi, okay. Anh đi đi à? Đi thôi. Cũng giống như là hai người này thì chuyện tình tay ba, cái chuyện yêu cũng khó nói, nhưng mà cái mẫu người mà mẫu người con gái mà có thể thu hút được tám thì nó là kiểu tóc dài là thứ nhất, dáng người nhỏ nhắn, nhỏ hơi, thấp hơi, cỡ này hơn này, cỡ này thôi, cỡ này để ra thể ôm chặt rồi ôm em trong vòng tay rộng, tra tấn em vào môi môi. Còn để mà yêu á, còn để mà yêu thì cũng khó nói lắm, như hai bạn này thôi, duyên tới thì mình hãy yêu thôi. Yêu thôi. Chỉ cần thương mình, thương mình, thương gia đình mình, thương ba mẹ mình là được rồi. Còn Him. Lazar. Còn về Him thì mẫu người con gái đó giờ mà thu hút Him nhiều nhất là một là tóc dài, hai là nụ cười phải đẹp. Ba là phải nói chuyện thông minh và kiểu như là có một tí xíu hài hước, tại vì Him rất thích một người nào mà nói chuyện mà thu hút được mình á, tại vì Him không thích những người nhạt nhẽo hay là quá im lặng. Và ngoài ra kèm bonus thêm là biết nấu ăn, giặt đồ, làm nhà, rửa chén, nấu ăn thiệt ngon, biết phụ giúp gia đình cũng như là nói chung là biết nội trợ. Đó đúng rồi, đúng rồi. Mẫu người của gia đình. Đó, mẫu phụ nữ chuyên. Chính chuyên á. Chính chuyên, phụ nữ chính chuyên. Rồi chính chuyên không đẹp luôn nha. Ủa, sao? Sao anh biết? Lại, không? Tại vì quần quật trong gia đình rồi thì nhưng à, là không ý, có thời gian chăm sóc. Ý kêu Linh là không có thời gian chăm sóc cho bản thân mình nên là không, nhưng mà những người đó thì mộc mạc. Cảm ơn anh cho trả lời hết sức chân thành của các anh. Bạn nào muốn ứng tuyển thì có thể inbox cho các anh ạ. Mọi người của các anh cũng rất là đơn giản thôi. Và để em thân mến thì được biết là các anh cũng có sáng tác nhạc nữa đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Các anh có thể giới thiệu vài bài các anh đã sáng tác và thể hiện một vài câu đúng không ạ? Ok. Ở đây thì dưới kính. San trước đi ha. Vậy thì chắc là San sẽ hát ca khúc tên là Tell Me Why. Được San viết cách đây bao lâu? Khoảng một tháng trước. Ok, San sẽ hát nó cho mọi người. Đêm và đêm lại rơi, đêm và đêm lại rơi, đêm và đêm lại rơi, chỉ còn nỗi đau không lời, không thể che nhẹ đi, không thể thêm lừa dối, không thể ngừng hình dung rằng anh vẫn không sao. Ơi người ơi, tell me why. Oh, oh, oh. Ok. Và tới lưu anh tới lưu đi tới lưu thì bài hát này có khéo mọi người là tháng này lén sáng, tháng sinh nhật của Luan luôn. Thì Lu có sáng tác một bài dành tặng riêng cho mình, bài hát này tên là Tháng 10 ta có nhau và Luan sẽ hát một đoạn điệp khúc mọi người nghe. Xin lỗi Luan một chút. Mình nói to lên một chút xíu ha, các bạn hơi khó nghe. Ok. Và Luan sẽ hát một bài hát tên là Tháng 10 ta có nhau ạ. Chiều hôm ấy miên man từng làn gió thu, nhưng điều muôn phiền vì người mà đã tan biến bóng. Hết rồi hả? Mừng là những gì anh có, hạnh phúc như bé dặn đời. Ngày xưa tháng 10 ta có nhau. Tại vì xin lỗi mọi người, tại vì Lu có một chút chặn về cổ họng nên là dạ. Có một bạn khán giả của mình là các anh đã hết bệnh chưa ạ? Thì em nghĩ là các anh không được tốt về sức khỏe đúng không? Tại do thời tiết đấy. Mọi người có bị bệnh không? Mọi người nhớ giữ sức khỏe nha. Mọi người nhớ giữ sức khỏe nha, bởi vì thời tiết Sài Gòn lúc thì nắng, lúc thì mưa ấy, dễ ốm lắm, mọi người giữ sức khỏe. Vâng, mọi người bài hát nào nữa không ạ? Tám hả? Killin có muốn hát bài hát của Killin không nhỉ? Bài của Killin vẫn chưa hoàn thành, chưa muốn public. Cho nên là muốn giữ bí mật. Và muốn giữ bí mật. Nếu mà mọi người muốn biết á thì hãy chờ vào ngày 12 tháng 11
mini show của The End. Cho Tám chia sẻ một bài đi nhở. Ok, tiếp theo là ca khúc từ AD. Tám thì viết vời nhiều lắm. Viết khá là nhiều thì mình có cảm xúc rồi mình viết liền à. Thì mình có một bài mình viết trong khoảng thời gian rồi mình nhớ người ta nhưng mà mình không dám nói. Bè ra nhá. Ok. Bài gì nhở? Đâu có ai nói với em rằng tôi nhớ em. Đâu có ai nói với em rằng tôi nhớ em. Từng ngày cô đơn cùng tiếng guitar buồn một mình chơi với tôi và đời. Ê, đâu có ai nói với em rằng tôi nhớ em. Đâu có ai nói với em rằng tôi nhớ em. Vậy thì tôi ôm lại hết nỗi nhớ, gom trọn, xếp gọn vào lời ca, chỉ để em biết tôi nhớ em. Ok. Him thì cũng muốn giữ bí mật một tí xíu nên hẹn mọi người vào một ngày gần nhất. Ok. Ok. Và con số xem livestream của chúng ta đến tới 400 rồi. Wow, wow, gấp đôi rồi. Xin chào 400 người. Nhưng mà có cần làm gì không? Có một món quà nhỏ nhỏ dành tặng cho các bạn nữa mà các bạn đang rất muốn cái anh hát lại bài Trời Yêu ạ. À? Hát beat hay là sao nhỉ? Hát beat thì hát beat tặng cho 400 bạn. Ok. Ok luôn, hát beat ha. Hát beat đi. Âm thanh nó hơi nhỏ nên là hay là bây giờ tại vì là do Big Box nữa hay Big Box cả bài hả? Không, bọn mình hát, bọn mình sẽ hát chay luôn. Anh cũng muốn rap đúng rồi. Bọn mình sẽ hát chay luôn, ok. Sẽ có nhiều người muốn nghe. Vậy tụi mình hát chay đi, tụi mình hát chay cả bài. Vậy thì E sẽ hát chay bài Chờ Yêu. Và hiện tại thì sức khỏe không tốt nên là có gì thì mọi người bỏ qua giùm nha. Ok. Ok, ok, ok. Xong cho hát cả bài. Trời vừa nhẹ sáng, anh dạo phố với chút sương còn trên lá. Ôi lạnh quá như trái tim anh bao ngày. Và rồi em ghé qua, sưởi ấm trái tim anh từ lâu. Mà anh ơi anh chẳng còn hứng thú với vui buồn yêu đương. Chẳng còn để cho ai sẽ là tất cả. Vậy mà bây giờ đây chẳng thể chờ mặc vì nhớ em sớm tối. Và em có nghe thấy biết bao nhiêu tiếng yêu anh gửi vào lời hát. Chỉ vu vơ hát ca về tình yêu anh vẫn lặng thinh bấy lâu này. Chỉ mong một ngày em sẽ biết tới. Hỡi em chẳng còn chẳng cần để cho ai sẽ là tất cả. Vậy mà bây giờ đây chẳng thể chợp mắt vì nhớ em sớm tối. Team loving you, I'm still loving you. Missing you always, missing you đến lúc nào. Ly dài ngày tháng ta gặp nhau trong cơn mưa ngâu. Nụ sầu ta đã thuộc về nhau. Qua từ ngày mưa anh mới yêu thương từ ngày nắng. Chỉ cần là em là anh vượt qua mọi khó khăn. Can you feel it? Hey đi. Chúc cả bao ấy. Và những tháng ngày đó cứ thế lặng lẽ đi qua để cho anh nỗi đau dày vò. Một đời nhân tôi chỉ là mùi hương tóc em có vấn nơi này. Ngẩn ngơ câu thơ cho tình vơi đầy vì bên anh. Đi lang thang cùng anh với những tình yêu còn chưa nói. Khi cơn mưa này qua có chút anh dương khi vừa tôi đợi em đi qua tới đêm. Thế là đêm nay anh lại nhớ và em có nghe thấy. Biết bao nhiêu tình yêu anh gửi vào lời hát. Chỉ vu vơ hát ca về tình yêu anh vẫn lặng thinh bấy lâu này. Chỉ mong một ngày em sẽ biết tới. Lên trước đây. Ưu điểm khi lên thích ưu điểm của Luan là gì vậy trời? Gì vậy trời? Đêm đảm hết rồi. Dạ. Không chơi xong rồi đó Luan á. Dạ.
Luan nói về ưu điểm của Kilin là một hai người này chơi với nhau rồi. Chơi nó tạo với nhau. Ưu điểm đối với Kilin thì hay khó nói, khó nói không cái... khó hiểu lắm hả? Ăn nhiều hả? Ăn nhiều đối với của cái ăn nhiều của Kilin đối với Luan là một một ưu điểm, tại vì khi đi ăn với Kilin á thì tất cả những cái gì mà giống như là mình lại không phải những cái gì mình ăn không hết á thì Kilin nó cũng là sót lại đó. Bây giờ nó nói như thế nào để cho nó được có những phần hốt hụi chót, đúng, hốt hụi chót đều là Kilin, đó là ưu điểm của Kilin á, không bao giờ sợ bị thừa đúng không? Đi ăn với Kilin là không bao giờ là hết là hết. Và ở ở nhà của Die cũng không bao giờ có thức ăn thừa. Hết là hết. Rồi, đây là San. Ok, San sẽ nói về ưu điểm của anh AD. Ưu điểm của anh AD đó là mang một cái tính chất khá là trụ cột, đó là anh AD có thể chơi được rất là nhiều loại nhạc cụ, anh AD có thể làm được rất là nhiều việc. Đúng kiểu một người anh cả có thể chăm lo cho bốn đứa em vậy. Cụ thể là anh AD có thể chơi những nhạc cụ nào? Ví dụ như trống, guitar, piano, gì nữa không? Đàn tì bà, ca dông, đúng rồi, ca dông, ukulele. Rồi Tám có thể viết rap, viết nhạc, Tám có thể sản xuất âm nhạc hòa âm phối khí luôn. Nói chung là rất là giỏi. Tám rất là đa năng. Tám rất là đa năng, cũng sạc pin đa năng. Tám nói ha, Tám ăn hiêm nhảy rất là giỏi. Hết hồn. Em tưởng là cái gì? Tưởng là đây kể về đây kể về đây, xong rồi đây kể về đây, rồi đây sẽ kể về đây. Không có ai kể ưu điểm của em. Tôi tưởng là cuộc đời tôi bơ vơ cô đơn luôn rồi. Đây là em là biên đạo nhóm của nhóm. Ok. Hỏi biên đạo nhóm của nhóm là sao anh? Biên đạo nhảy. Biên đạo nhảy của nhóm. Sorry. Nói về một cái ưu điểm mà em thích giữa các thành viên thì Kilin là thích ăn nhiều nè. Có những Him là một người khá là nóng tính nên Him thích một cái gì đó điềm đạm và bình tĩnh lại một tí xíu của Luan. San là Him thích nấu ăn. Đây là Him thích về nghệ thuật giống như là sáng tác này nọ đó. Tức là nói chung là AD là người tổng hợp hết những cái mà Him muốn có. Đây. Rồi, hết rồi. Đây, cái này là em nè. Cái này là gì không? Các bạn hãy kể về những khuyết điểm của thành viên nhóm. Khuyết từng thành viên. Kilin trước chưa? Ủa sao tự nhiên hôm nay xong sắn quá vậy? Đi theo dòng này xong rồi lên đây đúng không? Ok. Tự kể khuyết điểm của mình luôn đi anh. Ừ. Điểm à? Khuyết điểm thứ nhất. Him. Hay ngủ nhiều. Lớn là nói lớn là nè. Khuyết điểm của Him là hay ngủ nhiều. Ừ. Ngủ mà vô lố giờ tập luôn á. Nhiều lúc mình phải dựng đầu dậy để tập. Mới sáng này ngủ lố. Đúng rồi. Bỏ nha. Đưa ra cái giọng để mày. Bỏ nha. Đưa ra cái giọng đấy. Mới nghe là ngoài đi. Sau hơn một năm ở với nhau mới nghe giọng đấy. Nên là mình kể hết tất cả thành viên. Ok. Em kể hết luôn á. Kể tiếp đi. Em kể hết luôn á. Vậy đúng rồi, có gì đó là kể tập xấu ra hết. Xô mọi người kể về em. Rồi, hả? Rồi một lát về đừng đánh em nha. Ok anh hứa. Không, mọi người sẽ kể lại mà. Cho nó nhịn ăn thôi. Ok, em nấu ăn cho bốn người thôi. Thôi vậy thôi, không kể đâu. nó giận chứ. Tập xấu của Luan là khó tính. Rất là khó tính trong công việc. Cho nên là nhiều lúc thấy cái đó cũng là tật xấu, nhưng mà cái đó cũng là ưu điểm, tại vì trong nhóm vẫn phải có độ khó tính đúng không? Nhưng mà chuyện nhóm mà phải có khó tính mình mới dạy như là quản điều hành nhóm được. Như mà ta nói cự cự đầu tiên luôn. Ủa chứ Him cũng cự thôi. Nói tiếp đây thầy chúng ta nè nhất. Xấu gì sao? Thích ngủ. Thích ngủ chứ không phải là hay ngủ nha. Thích ngủ. Có nghĩa là có thể ngủ bất kỳ lúc nào. À đúng rồi. Có một hôm anh ấy đang kho thịt với cả trứng. Xong rồi anh lên phòng. Trời ơi. Xong cái ảnh lên phòng, ảnh bấm điện thoại xong thế nào ảnh ngủ quên. Xong cháy.
bốn người còn lại không có đồ ăn. Nhưng mà cái điều đặc biệt hôm thì đó có là thanh. Này nè, cái điều đặc biệt trong hôm đó là giống như Luan với Kulin là hôm đó là đi học, là Aisan nói là hai anh lên nghỉ ngơi đi rồi em sẽ thôi có một nồi thịt thơm phức, rồi mấy anh xuống nghe quan tâm ăn. Mấy quan tâm lắm, xong hai đứa ngủ tỉnh giấc xong rửa mặt này kia xong xuống lầu ngủ. Không, cái điều đầu tiên nó Lu bước qua phòng thấy Aisan ngủ, không nghe nhạc sến, nghe Đan Nguyên sến. Đan Nguyên không phải Đan Nguyên. Đúng rồi, nghe nhạc Đan Nguyên, nghe nhạc sến. Ủa đâu phải đâu, sao bây giờ nghe nhạc sao hôm nay cái style của San hơi bị lạ, xong Lu mới xuống bếp. Ủa mùi gì khét khét vậy ta, xong rồi vô nguyên cái nồi thịt là nó không còn gì, là toàn là giống như là than trong đó luôn. Mới luôn mới nói với Kulin là chết rồi, Aisan nó nấu khét như vậy rồi, bây giờ nó buồn quá nó lên nó nghe nhạc sến luôn. Không trong phòng. Hôm nay em nghe nhạc Hà Anh Tuấn. Mà nghe nhạc sớm rõ ràng luôn. Không, lúc anh về là em qua nhạc Đan Nguyên rồi. Đúng à, rồi. Là nó tự nhảy. Lúc đó là sao mới cùng. Dạ, em anh tưởng em buồn quá em nghe nhạc sớm á. Nghe nhạc của Mỹ Trường. Không, thật ra là sau chuyện đó San thức dậy. San nói, ủa sao mấy anh ăn cơm không kêu San dậy. San buồn á, San đi xuống, ủa sao nghe mùi gì kìa. Ủa sao rồi thấy đầy ấp mở ra, ủa sao than không vậy? Cái dễ thương là than không luôn á. Lập tức đi làm là thật khác. Tự móc tiền túi ra. Lập tức San phải móc tiền túi, San phải đi mua bằng cái số lượng thịt bắt đó. Bắt đền một cái nồi thịt mua đúng 5 cái trứng kho. Sao không ăn? Kho trứng mỡ. Không ăn. Đi ngủ xong lên còn tiếp. Buồn quá thì ngủ tiếp. Chị Lúc biết. Chị Lúc thay đổi cho San nha. Ok, tên lên kẻ xong. Rồi hình như còn anh đi nữa. Còn AD. Khuyết điểm của AD hả? Ham đi chơi. Chơi thì ai cũng đi chơi rồi. Khuyết điểm của AD là như là thất thường á. Thất thường. Nhiều lúc vui, nhiều lúc buồn, tự nhiên. Giống thời tiết Sài Gòn dạo này. Giống như 5 phút trước đang vui, cái 5 phút buồn quay lại cái mặt chầm chầm. Mặt chầm chầm. Mặt chầm chầm là sao đó? Mặt chầm chầm. cho nên nhiều lúc không hiểu cảm xúc của AD như thế nào. Nói chung là nhiều cung bậc cảm xúc thì mình cũng khó đoán vậy thôi. Một phần là do AD sáng tác nhạc nên là lúc AD viết nhạc vui thì AD rất là vui, còn viết nhạc buồn thì AD rất là buồn, nên là khó đoán về cảm nói chung xúc là AD tâm hồn nghệ sĩ. Đúng. Tại vì AD không muốn bị kiểu khi mà mình đang có cái mood buồn ấy, mình không có muốn vui. Tại mình vui cái thì mình mất cái mood buồn, mà mood buồn không phải lúc nào cũng có thật. Đôi khi tự nhiên mình buồn một cái, mình muốn giữ cái cảm xúc đó để mình có thể viết được cái bài mới. Mà mình tự nhiên mình gặp chuyện vui, mình quên mất cái đó, mất hứng luôn, mất bài. Đúng. Buồn là mình phải buồn luôn. Viết xong nhớ vui lại. Rồi, không, nhiều chị cứ viết xong buồn tiếp. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều sau phần hạ thấp nhau. Mà không chịu nổi mọi người sẽ làm gì? Mình cũng không chịu nổi. Mình cũng không chịu nổi. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại câu hỏi hồi nãy ha. Okay. Thì được biết là trẻ sẽ debut vào cuối năm nay. Không biết là sao mình lại chọn cái thời gian là tháng năm ạ? Về thời gian thì chị Lúc đã định từ trước rồi, nên là cái khoảng thời gian cuối năm là một khoảng thời gian coi là rất là đẹp. Đúng rồi. Nên là đơn giản là chị Lúc cảm thấy khoảng thời gian đó là một thời gian thuận hòa cho nhóm debut, nên là chị Lúc chọn cái khoảng thời gian đó thôi. Nó cũng giống như là deadline vậy đó các bạn. Đúng đó rồi. Là chị Lúc đã ra vào cái ngày hôm đó, ra cái mốc là ngày hôm đó, và DE phải tập luyện thật sự là cực lực để mà có thể làm mang tới những gì tốt nhất có thể cho ngày hôm đó. Nhưng tại sao chúng ta lại không debut khi sau khi tham gia những bộ phim như là Khi Ta 16 đang được rất nhiều bạn khán giả yêu thích? Tại vì cái debut của DE có nghĩa là nó sẽ là một cái chuỗi dự án. Một cái chuỗi dự án rất là dài hơi, trong đó là có phim ngắn, MV, một MV nhỏ nè, rồi MV lớn cũng có. Thì và từng sản phẩm của thành viên thì Khi Ta 16 cũng là một cái sản phẩm đầu tiên trong cái chuỗi cái chuỗi dự án đó, và cái dự án cuối cùng lớn nhất đó là 12 tháng 11 này thì DE sẽ có một cái mini show ra mắt báo chí. Cảm ơn câu trả lời của các anh rất là nhiều. Ở đây các bạn có yêu cầu là anh khi
bài mới hay một bài cũ? Một verse. Rap này thì đã viết rất lâu rồi, mà cũng không biết là đặt tên là gì luôn. Ok. Từng chiếc lá bên hàng cây khi không gian im lặng, và anh nhận ra giờ đây không còn có em bên cạnh. Giờ phải làm sao để em quay về đây, làm sao này để đôi tay này vẫn nắm chặt lấy nhau như là lần đầu đã từ bấy lâu. Anh có thấy đâu, anh chỉ đến bên em như bạn thân, mặc dù nỗi nhớ dây dứt trăm ngàn lần, và tình yêu này cứ mãi đang lớn dần. Em không nhận ra dù chỉ là một lần, nếu sau này bỗng dưng anh biến mất, em có đi tìm đến anh không? Nếu một lần anh làm con sóng nhỏ, liệu em chấp nhận là biển chưa mênh mông? Wow. Anh nghĩ là giống như là cái câu hỏi trước thì anh AD có trả lời, đó là DE sẽ phát triển theo từng giai đoạn, và DE cũng mong là khán giả của DE cũng sẽ phát triển theo từng giai đoạn của DE. Đó là ví dụ như là bây giờ thì có thể là âm nhạc của DE nó hơi mang hơi hướng trẻ trung và teen một tí xíu, nên là khán giả cũng sẽ mang ở độ tuổi đó là teen, đúng không? Nhưng mà San hy vọng rằng sau này các bạn sẽ lớn lên cùng với DE và cùng thay đổi theo những gì mà DE thay đổi. Lớn cùng DE. Giờ trẻ thì nghe nhạc trẻ đi, sau này DE già rồi mình nghe nhạc già sao? Một bạn hỏi các anh là Founder The Boot tổ chức ở quận mấy vậy ạ? Hiện tại thì cái địa điểm một buổi mini show The Boot thì chưa có thông báo chính thức, thì mọi người hãy theo dõi trên fanpage của DE hoặc là Facebook cá nhân hoặc là Facebook của chị Lúc Vân thì mọi người sẽ biết thêm chi tiết. Ở đây có một yêu cầu dành cho anh Luan. Anh Luan ơi, anh hãy làm 10 biểu cảm dễ thương đi ạ. DE quay mặt ra sao? Anh nghĩ chúng ta không nên nhìn cảnh này đâu. Thôi tụi mình nghĩ. Lu sợ nhất là cái này luôn á, bắt Lu làm gì. Đây không phải là thế mạnh của Lu á. Mặt Lu vốn dĩ dễ thương mà. Bạn mới gọi là thử thách tôi mà. Làm sao dễ thương nè? Biểu cảm đầu tiên. Lại, và để trong vòng 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Biểu cảm thứ hai. 5 giây ạ. Biểu cảm thứ ba. Bê Chin Young của One One làm sao? Bê Chin Young làm gì á? Thứ mấy rồi chị? Thứ năm rồi. Năm. Kiri. Bạn có mèo em. Đôi nhớ là luôn. Anh làm cái này là bữa rồi. Cái này là bữa rồi. Ok. Là mèo. Ok. Thứ bảy. Buồn ra nè. Mèo má cái đi. Thấy mạnh của luôn nè. Thứ 9. Cuối cùng à. Rất Việt Nam thôi. Thân mến, thì hồi nãy chúng ta đã chơi một trò chơi, còn bây giờ chúng ta sẽ làm một thử thách ạ. Có hôn nữa không chị? Khoái hả? Từng hôn em hỏi cho em biết trước. Hôm nay em có một thử thách rất là ngọt ngào. Và anh chọn cho mình 4 viên kẹo. Chuyện đi, Quốc cần cả 4 viên kẹo. Ví dụ như mà Him lấy 5 cục rồi Him ăn chứ được ăn đâu ạ. 4 viên kẹo thôi. Ủa vậy đâu có ngọt ngào lắm đâu. Sắp. Đây nè. Mọi người xe tay ra. Ủa được ăn không? Bất ăn đi rồi. Các bạn có thuộc bài hát Em Gái Thương ạ? Dạ thuộc. Dạ thuộc chứ. Thuộc sơ sơ. Dạ, ăn kẹo dưới mưa chắc ngọt ngào lắm. Hả? Rồi bây giờ các anh có thể được ăn rồi, nhưng mà ăn một lần hết luôn. Hả? Nói ở mồm chứ hả? Trời ơi! Chúng ta sẽ nghe bài hát Em Gái Mưa.
mọi người à, hại nhau quá, ăn kẹo dẻo trước khi hát. Ừ. Anh ấy bốn cục. Các anh không bị nhai, là chỉ được nặng thôi nha. Rồi, 1, 2, 3. Hát, hát chung hả? Dạ. Rồi, em với mưa ạ, em với mưa bắt đầu. À, anh bắt nhịp cho. Ừ. Khóc sao ta? Anh chưa có ăn cơm cho bầu trời nha. Thôi trời. Đừng phút bớt, đừng phút bớt. Đừng lo lắm. Đừng lo lắm. Đừng cao. Đừng lo lắm. Đừng lo lắm. Vừa anh khi mà anh vẫn còn yêu em. Còn xa lắm, còn không vắng tim cứ đau và nhớ lắm. Đành phải quên hết tất cả thôi. Nụ cười mím sau bờ môi. Yêu thương để lại nơi ta trong giấc mơ buồn lại. Một cái chuyện đó. Còn hút vào người lên cao nữa mà. Một cái chuyện đơn giản là nhai xong nuốt liền rồi hát thôi mà mọi người. Tại sao mọi người kéo dài hết nguyên bài hát? Như Hiêm là bỏ cho 4-5 cục vô vẫn ăn hết. Các bạn ơi, hồi nãy luật chơi của Quyền là các anh không được nhai rồi nuốt, các anh phải ngậm trong miệng khi nào tan lên. Làm đúng nè, làm đúng nè. Anh Hiêm là người phá luật chơi nên bây giờ anh sẽ ngậm 5 viên kẹo và hát rap. 10 đi. Anh, tụi mình chung nhóm. Hiểu không? Mình nháy mắt với nhau thế là mình chung nhóm. Quên. Mình quên, mình chung nhóm luôn. Ôi dài rồi, dài rồi chứ. Không dài giờ chứ chi quên. Rồi bây giờ mình tập trung nha. Năm cục hả? Đếm đi coi đủ không? Năm đủ. Không, nhét thằng vòng giữa miệng ấy. Khỏi dại gian lận. Tôi không tin cái cậu nữa đâu. Nói cho. Cố lên anh. Ủa nhưng mà rap bài gì vậy? Bài Loving You hay là? Loving You đi. Loving You, I still miss Loving You đi. Rap chờ yêu nha. Bở quá. Vô. Sao rap? Lớp hình vừa âm thương. Nước hình vừa hòa nước luôn. Coi ngọt ngào, nể nể ngọt ngào. Còn ngâu, ngọt ngâu lỡ cười lúc qua. Mà vui mới lên mà ngắm ngọt ngài. Ngọt qua khó khăn. Ngọt, cây vui ức, cây yên. Khóc là bao rồi. Nể nể ngọt ngói cũng nể là liên quan. Thấy không? Nghe là chuyện gì trên liền luôn á. Một số tức là hơn một. Anh được không ạ? Anh được không ạ? Mỗi người một phần quà là một số rồi đó. À rồi. Nghe này, chai chai là rượu vang trắng. Ly trắng. Món quà rất là dễ thương. Sâm banh trắng. Nhỏ nhỏ thôi nhưng mà đây là tấm lòng của ekip của các anh nhận. Cảm ơn đại chị. Cảm ơn người dễ thương. Cảm ơn Đi E rất là nhiều. Và lời cuối cùng thì Đi E thay mặt Đi E xin gửi lời cảm ơn đến chương trình Có Hẹn Cùng Sao của Giải Trí New. Thì mọi người im lặng. Đây là một cơ hội khá là giúp Đi E chia sẻ những cái gì mà thật nhất và những cái gì thầm kín nhất. Thì Đi E cảm ơn các anh chị trong ekip và cảm ơn mọi người đã theo dõi cái livestream này. Cảm ơn rất nhiều. Mọi người hãy theo dõi Đi E trên thời gian sắp tới nha. Bye bye. Xin chào. Chúng tôi là Đi E. Lời cuối cùng cho người vô hình này thêm vô là các bạn thân mến, hãy theo dõi Đi E cũng như là Có Hẹn Cùng Sao tại fanpage Giải Trí News vào thứ bảy hàng tuần nha. Và bây giờ thì Đi E cũng như ekip xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.